Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Thì hôm nay mình mới vừa về em Triumph Rocket 3 GT. Đây là một siêu phẩm Cruiser của nhà Triumph nha anh em. Đấy, một chiếc xe nó thiết kế theo phong cách rất là hiện đại. Và chiếc xe này nó được trang bị cái khối động cơ rất là khủng, 2500cc nha anh em. Đấy, chiếc xe Rocket 3 GT. Đây là một siêu phẩm cũng là thuộc dạng đắt nhất. Em nó thì có giá lăn bánh ở thị trường Việt Nam là 950 triệu đó, và siêu phẩm này sẽ được bán với cái giá là 7XX triệu nha. Thì cái XX này là ít lớn nha anh em, nhưng mà rất là hợp lý, tiết kiệm cả 100 triệu cho anh em nếu mà mua xe mới. Đấy, và cái phiên bản Rocket 3 GT này thì cũng nhiều anh em rất là săn lùng. Nếu mà anh em nào thấy và thích chiếc xe này thì cũng có thể nhấc máy lên liên hệ với mình ha. Đấy, siêu phẩm của nhà Triumph. Và xe thì trang bị cái khối động cơ rất là lớn. Đây, khối động cơ 3 xi lanh thẳng hàng, có dung tích là 2500, rất là to. Và em nó thì cạnh tranh với dòng Ducati X-Diavel cũng như là V-Max. Đó, đây là một siêu phẩm luôn. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình ha. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết về cái em Triumph Rocket 3 GT này. Hai anh em, chúng anh em đây là con Triumph Rocket 3 GT. Đây là chiếc xe thuộc phiên bản đời 2021 ha. Và em này thì nó đi lướt 3100 cây, rất là mới và cũng rất là ít đi. Và em Triumph Rocket 3 GT này thì nó là siêu phẩm Cruiser của nhà Triumph. Và chiếc xe này thì như là một kiệt tác của nghệ thuật, với trang bị khối động cơ lên đến là 2500cc, 3 xi lanh thẳng hàng, và cũng cho cái âm thanh rất là uy lực, cũng như là cái moment xoắn nó rất là cao nha anh em. Moment xoắn nó lên đến là 221 Nm, và sức mạnh của em nó thì đạt được là 165 mã lực, nó rất là mạnh. Và hầu như là chiếc xe này thì nó là một cái kiệt tác nghệ thuật thôi, chủ yếu là anh em đi thanh cảnh chứ anh em cũng không có đua bơi gì với chiếc xe này. Đó, nếu mà muốn đua bơi thì anh em sẽ chọn dòng Max hoặc là dòng Sport. Và em xe này thì nó cũng được trang bị rất là nhiều công nghệ, trang bị ABS, Cruise Control, cũng như là kiểm soát lực kéo, rồi kiểm soát lực kéo trong cua. Đấy, và con xe này thì nó được sản xuất ra là để cạnh tranh với nhiều đối thủ khác như là Harley, Ducati hay là dòng Yamaha V-Max. Về em xe này thì nhìn nó rất là đồ sộ và bề thế, tuy nhiên là trọng lượng của cái đời 2021 này thì nó cũng đã được làm nhẹ đi khoảng 40 kg. Đó, và trọng lượng em nó chỉ còn là 299 kg thôi anh em, cũng tương đối thấy trọng lượng nó rất là nặng, tuy nhiên là nó phân bổ trọng lượng rất là vừa phải, cho nên việc dắt xe nó cũng rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Em xe này trang bị bánh béo, bánh khá là to ở phía đằng trước ha. Đường kính mâm của phía đằng trước thì nó là 150 là cái size lốp, và cái đường kính mâm là 17 inch, ở phía sau là 240, và đường kính mâm là 16 inch, nó nhỏ hơn tí xíu. Và cái em Rocket 3 GT này thì nó được đưa về Việt Nam vào năm 2021 cùng với người anh em là Rocket 3R. Đó, thì còn một phiên bản nữa là phiên bản Triple Black. Tuy nhiên là phiên bản Triple Black thì hình như là nó không có được phân phối ở thị trường Việt Nam. Và nhìn từ phía đầu xe thì anh em có thể thấy được cái cặp đèn đôi dạng tròn, rất là đặc trưng của nhà Triumph. Thì cái mẫu cặp đèn đôi này thì nó cũng lấy cảm hứng từ những dòng xe Speed Triple, dòng Nextbike, cũng là thiết kế theo kiểu đèn tròn. Tuy nhiên là ở đời 2021 thì cái kiểu thiết kế đèn tròn này nó cách điệu, và nó là bóng LED, nó cũng có cái đèn LED ban ngày. Đó, nó tạo thêm cái điểm nhấn cao cấp cho cái dòng Rocket 3 GT. Đó, và phiên bản này thì nó cũng được trang bị cái kính gió cao hơn so với phiên bản 3R. Và giá trị của em xe này thì
lúc mà lăn bánh thì nó cũng vào khoảng là 950 triệu lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội ha. Và phiên bản 3R thì nó rẻ hơn 30 triệu. Xe thì nó được trang bị phuộc Showa, có hành trình ngược upside down. Nó cũng như là trang bị cặp heo Rambo Mono Block Stima. Thì cái con heo này nó là một khối và được CNC ra Mono Block. Và phanh sau thì nó cũng là phanh Rambo luôn, tuy nhiên nó là phanh M4 màu đen. Đây là cái phanh sau của xe Rocket ha. Đấy, thì nó là cũng là thương hiệu Rambo. Và trang bị thì ABS hai kênh trước và sau. Và xe thì nó cũng làm rất là cao cấp. Đó, các chi tiết những cái ốp như thế này ở phía ngoài thì nó cũng có cái khắc cái thương hiệu là Triumph. Đó, và xe này thì nó sử dụng là trục cát đăng, trục láp. Nó giúp cho con xe chạy rất là êm ái, nhẹ nhàng. Đó, và cái đường kính kích thước lớp sau nó lên đến là 240. Đó, lớp to như là lớp xe hơi nha anh em. Đường kính sau khá là to. Đó, và nhìn từ phía sau thì nó như vậy. Đèn hậu phía sau trải dài sang hai bên. Và phiên bản 3GT thì cũng được trang bị sẵn cái tựa lưng ở phía sau. Đấy. Và các chi tiết này thì nó được làm bằng nhôm. Đó, làm bằng nhôm cho nên anh em thấy cái màu nó hơi xỉn xỉn màu ha. Bằng nhôm, nó không có xi. Đấy. Và cái mâm ở phía sau thì nó cũng được làm cách điệu theo kiểu những chấu kép. Thì ở đây nó lên đến là 5 chấu kép, có thêm 5 cái chấu kép màu đen nữa thì nó cũng lên đến là 20 cây. Đó, rất là nhiều cây. Anh em có thể nhìn thấy nó rất là có giá trị ha. Nhìn nó rất là nghệ thuật. Phuộc sau của xe thì nó là trang bị mono shock luôn anh em. Trang bị mono shock có cái bình dầu trợ lực luôn. Đó, và ở đây là ống xả của xe. Thì nó cũng ra 3 ống xả. Ống xả bên này nó có 2 lỗ ha, và một cái ống xả phía bên kia. Đó. 3 máy, động cơ 3 máy. Động cơ 3 máy 2500cc. Khá là lớn. Động cơ thì khá lớn, tuy nhiên là cái trọng lượng con xe nó phân bổ rất là đồng đều. Cho nên cái việc mình dắt xe nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Bởi vì thêm vào đó là cái yên của xe. Chiều cao yên thì nó chỉ có 773mm thôi. Cho nên nó cũng khá là phù hợp với đa số vóc dáng của nhiều anh em. Tuy nhiên là anh em phải cao tầm 1m65, 68 trở lên á, thì sẽ rất là hợp với con xe. Nói chung là cái dáng người cũng phải cao cao tí xíu. To bự thì cũng không cần đâu. Quan trọng là chân dài để mà mình có thể chống chân cũng như là gác cái chân lên phía đằng trước ha. Bên cạnh đó thì xe nó cũng được trang bị hai cái két giải nhiệt khá là lớn. Anh em có thể thấy ha. Két nước này thì nó chia làm hai, một cái lớn ở trên và một cái nhỏ ở phía dưới. Và nó cũng được trang bị cái ốp bảo vệ két nước luôn rồi. Đó. Và con xe này thì nó là thuộc phiên bản cao cấp, cho nên anh em có thể thấy là xe nó sử dụng là chìa smart key, chìa remote đó anh em. Đấy, rất là đơn giản ha, không có nút luôn. Và ở đây thì nó có thêm cái chìa khóa là để mở cái nắp xăng. Đó, mở cái nắp xăng, và cái kiểu thiết kế của cái nắp bình xăng nó cũng là nắp nhôm. Đấy, nắp nhôm như thế này ha. Nhìn nó rất là hiện đại. Đó, nó có lẫy, bấm ra thì mình sẽ mở được cái nắp xăng ở dưới. Và cái kiểu thiết kế bình xăng này thì nó cũng khá là hay. Đối với những con xe mà kiểu như mình cần thay thế bình xăng, hay là xăng bình xăng nó có những cái gì cần làm á, thì mình gỡ cái bình xăng này ra cũng khá là nhanh. Bởi vì ở đây là nó có cái nẹp. Đó, cái nẹp cố định để mà nó giữ cái bình xăng ở đây ha. Nếu mình muốn mở bình xăng để mình bảo dưỡng xe thì mình kéo cái lẫy này lên để mình tháo cái bình xăng ra. Đấy.
Xe thì nói chung là nó làm cao cấp, nhìn nó rất là đẹp. Và anh em mua xe thì anh em để trong nhà trưng thì nó cũng rất là có giá trị nha. Nó độc đáo hơn so với những dòng xe khác. Và cái khối động cơ thì nó cũng lớn hơn, lớn nhất thị trường hiện nay. Đó, những dòng như là Harley thì nó cũng đến là 1800 mấy chục cc thôi. Đó. Cho nên cái dòng xe này thì tính ra giá trị thì giá thành nó cũng rẻ hơn so với những dòng xe Harley. Đó, và cái trải nghiệm về tốc độ của con xe này thì nó cũng ngon hơn so với những dòng xe Cruiser khác. Đó. Nó chỉ thua kém tí xíu so với X-Diablo của Ducati thôi. Ducati thì anh em biết rồi, nó chạy rất là lanh và nó cũng rất là mạnh. Đó. Và con Triumph này thì anh em có thể thấy nè, cụm đồng hồ của nó. Khi mà mình mở màn hình này lên á, khởi động lên thì mình chỉ cần bấm vào nút bấm thôi. Và ở đây thì nó có một cái nút khóa, thì cái nút khóa này là khóa cổ nha. Khi mà anh em gạt cái tay lái về hết một bên như thế này á, thì mình bấm cái nút khóa nó mới khóa được. Đó. Và mình khóa lại thì nó sẽ không mở được cổ. Đấy, cứng ngắt à, không mở được. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái màn hình đồng hồ lên cho anh em xem. Đó, màn hình của nó. Và hiện tại thì em này nó đã đi được là 3100 mấy chục cây nha anh em. Đó, kiểu màn hình hiển thị nó giống như là những dòng xe đua, màn hình TFT. Đấy, hiển thị đầy đủ các thông số luôn. Và xe cũng có 4 chế độ chạy, rất là ưu việt cho anh em. Và cái dòng Triumph này nó thiết kế cái gương kính gù rất là hay. Nó tích hợp ở bên cái gù tay lái luôn. Nó nằm ở phía bên tay, phía ngoài như thế này. Đó, tạo cho con xe nó có sự khác biệt hơn so với những dòng xe khác. Và ngoài ra thì em này nó cũng được trang bị sưởi ấm tay lái nè anh em. Sưởi ấm tay lái cũng như là Cruise Control. Đó, ngoài ra thì xe nó còn có rất là nhiều công nghệ. Bướm ga điện tử và dây ga điện. Đó, dây ga nó không có xài dây cáp nữa mà nó xài dây ga điện ha. Và ở đây là các mode chạy ở đây. Mình có thể bấm chuyển đổi. Đó, rất là nhiều cái chức năng ở đây. Nó có đến 4 chức năng. Đó, cũng khá là hay. Và xe nó cũng có cảnh báo, cảnh báo đầy đủ luôn. Cảnh báo áp suất lốp cũng như là traction control. Đó, khá là nhiều. Rồi bây giờ mình nổ máy em nó lên cho mọi người nghe. Nó xe thì nó trang bị 3 ống xả, thì cái ống xả nó nằm bên tay trái là một lỗ ha. Còn 2 ống xả thì nằm bên tay phải. Xe hiện tại thì nó đi bujin thôi. Cho nên nó âm thanh nó nghe trầm ấm chứ không có lớn. Mình quay xung quanh xe cho anh em. Đó, xe sử dụng cặp đèn đôi full led và nó có đèn định vị luôn. Đó, anh em nào thấy em Triumph Rocket 3GT này hay thì có thể liên hệ với mình ha. Nghe âm thanh rất là phê, để mình nẹt vô lên cho anh em nghe.